Copa America 2024, Argentina vào bán kết khi đánh bại Ecuador 4-2 ở loạt sút luân lưu. Thủ thành Emiliano Martinez lại sắm vai người hùng nhờ tại bắt phạt đền của mình khi cản phá hai loạt sút đầu tiên của Ecuador giúp Argentina hướng đến chiến thắng 4-2 trong loạt sút luân lưu cân não sau khi họ nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức của trận tứ kết. Lionel Messi xoa dịu nỗi lo chấn thương gân kheo để bắt đầu trận đấu. Dù Argentina nhập cuộc không quá tốt, nhưng họ cũng đã tìm thấy một khoảnh khắc quan trọng để tạo lợi thế. Phút 35, Messi đá phạt góc, Alexis McAllister chọn vị trí ở cột gần để thực hiện cú đánh đầu ngược, khiến hàng thủ Ecuador mất phương hướng. Từ đó trung vệ Lisandro Martinez ung dung đánh đầu từ cự ly gần giúp đương kim vô địch dẫn trước 1-0. Bàn thắng đến từ nỗ lực dứt điểm đúng hướng duy nhất của Messi và đồng đội trong hiệp 1, bằng với Ecuador. Và khi mọi thứ không cải thiện nhiều sau giờ nghỉ, nguy cơ thủng lưới với Argentina càng nhiều hơn sau nỗ lực rất lớn từ đối thủ. Và ở phút 62, Ecuador đã đến rất gần bàn thắng gỡ hòa khi được hưởng một quả phạt đền. Rodrigo De Paul để bóng chạm tay, và dù anh kịch liệt phản đối thì trọng tài vẫn kiên quyết chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, đội trưởng Ecuador, Ener Valencia lại sút dội cột. Nhưng cú sốc đã xảy ra ở phút bù giờ đầu tiên, Kevin Rodriguez đánh đầu ngược hiểm hóc sau đường chuyền của John Jibwa để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Hai đội khép lại màn trình diễn kém chất lượng khi mỗi bên chỉ có 8 lần dứt điểm, với 2 trong số đó đúng hướng. Bước vào loạt sút luân lưu, một cú sốc khác xảy đến khi chính đội trưởng Messi thực hiện cú Panenka tìm trúng xà ngang. Rất may mắn cho Messi và Argentina là họ có trong đội hình thủ thành Emiliano Martinez, người hùng trong trận thắng luân lưu trước Pháp ở chung kết World Cup 2022. Ngôi sao của Aston Villa đã cản phá liên tiếp các quả đá luân lưu đầu tiên phía Ecuador từ Enzo Mena và Alan Minda. Với việc các cầu thủ thực hiện sau đó Julian Alvarez, McAllister, Gonzalo Montin, Argentina và John Jibwa, Jordi Caicedo, Ecuador đều thành công, thì trung vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi là người tung cú sút quyết định ấn định chiến thắng 4-2 cho Argentina. Huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina đánh giá sau trận đấu chính là những gì chúng tôi đã nói đến. Đó là một đối thủ khó chơi, khó khăn và chơi tốt. Về mặt thể chất, Ecuador rất tốt, các cầu thủ của họ có thể chất ấn tượng. Nếu chúng tôi chơi tốt hơn, chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn hơn. Hiệp 2 thật khó khăn. Tôi chắc chắn có nhiều điều cần cải thiện. Chúng tôi phải phân tích trận đấu nhiều hơn. Messi bắt đầu và chơi cả trận đấu bất chấp nghi ngờ chấn thương, khiến anh bỏ lỡ trận đấu cuối cùng vòng bảng với Peru. Đội trưởng Argentina cũng đã phá kỷ lục thi đấu nhiều phút nhất trong lịch sử giải đấu. Messi đã kết thúc trận đấu khá tốt. Ở thời điểm hiệp phụ, chúng tôi hỏi cậu ấy thế nào. Cậu ấy nói rằng cảm thấy ổn, huấn luyện viên Scaloni nói thêm. Chật vật vào bán kết, Argentina tiếp tục tiến đi trên hành trình tìm kiếm danh hiệu Copa America thứ 16 kỷ lục và danh hiệu lớn thứ 3 liên tiếp, với đối thủ ở bán kết là Venezuela hoặc Canada vào thứ 3 tuần tới. Tại Copa America 2024, các trận tứ kết, bán kết và trận tranh hạng 3 sẽ bước thẳng vào loạt sút luân lưu nếu hòa trong thời gian chính thức. Chỉ trận chung kết vào ngày 14 tháng 7 mới có thêm hiệp phụ, và sau đó là loạt sút luân lưu nếu hai đội vẫn bất phân thắng bại.